bước 2 bước 1 bước 1 bước 2 bùm xong xong. Nè, đi đường tắt nè. Mình sau một cái chầu nhậu xỉn say rồi bạn. Mình đi đường tắt sau lưng mình băng qua rừng tre, rừng cây tùm lum. Bây giờ đi qua thêm băng qua đường ruộng các bạn. Ôi con này á. Hai con này. Đứng cần bự đi. Hai con này. Mình sẽ ra đây mình chặt cái tre mà. Đây nè, nguyên cái tre bự cho bá luôn. Có nước nè, mình sẽ đổ nước các bạn coi nha. Như uống rượu rồi nha. Lại đây gần đây mới uống được. Lại đây, đây. Hai con bé tí rồi. Chỗ gì cũng ăn hết. Kẹp ngang đó, kẹp dọc không kẹp kẹp ngang. Ấy phải đi. Được chưa? Đây là gì? Vậy sao chín? Trên bằng mắt luôn á. Mới nói gì? Nhốt đó. Cái nhốt. Chấm với muối muối tắc. Muối quắc. Xà lao. Chua dữ chưa? Má này nó chua. Chua nó ngọt. Đúng là chua chửi con chó đúng không? Muốn ăn. Tao lấy tao. Tao lao cái gì tao lao. Ê, cái con này tao ăn nó chứ. Hello các bạn, hôm nay là ngày thứ ba mình ăn Tết ở ngoài Bắc các bạn. Mà hôm nay thì đỡ lạnh hơn hôm qua đó. Hôm nay thì tầm khoảng 15 độ. Nhưng mà hôm nay nó có một tí gió các bạn. Lạnh lắm. Mình đang ngồi ở chỗ cái này gọi là cái gì mới chứ nói mình quên rồi. Cái đèn các bạn. Ngồi để uống trà đó. Và mình để copy cái video có thể nhớ ra nè. Để chống thẻ chút xíu mình đi quay. Sáng mình thấy có người ra đồng các bạn. Mà đầu rồi mình tới mất tiêu rồi. Hình như bữa nay bắt đầu họ đi cấy rồi bạn. Hôm qua mình nhậu nhiều quá các bạn. Uống quá chén. Tối nằm không luôn, đi không nổi. Bữa nay không biết có nhậu không bạn. Ngán nhậu quá trời. Vụ ngoài Bắc này nó mạnh lắm. Không như dưới miền Nam mình đâu. Mà đỡ cái đây á, ngủ cái gì là nó khỏe các bạn. Còn ở dưới nhà mình á, mình nhậu xong mà mình thức dậy là mình nằm nguyên ngày luôn. Để mình làm một ly trà. Mời bạn ly trà các bạn. Ra đây là 3 ngày mình chưa uống một giọt nước đá các bạn. Lạnh quá bạn. Giờ mình nhóm lửa bạn. Có mèo mèo này. Mèo nó cũng đang nhóm lửa trước mình chứ. Nó giống như gầu quéo dần bạn. Quéo gầu chân. Mặt cùng cục rồi ra đây nhóm lửa là hết bài luôn bạn. Mèo. Mèo. Ngày nào phải ra check in vết lửa chân á. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị ăn cơm. À, mình đi hỏi mà, đi hỏi trên làng này. Này chấm. Cái chấm mà. Chấm mà rẻ lắm. 55.000 một cân thôi. 55.000 một cân. Hôn luôn mà nó không bán thèm mèo nó cá từ mấy năm rồi. Cá
7 năm mua cá đi. Cá già 7 năm đấy. Cá già 7 năm. Thằng con. 5.000 nữa cơ. Cái này là giải gì anh? Hả? Giải gì? Phú Xuân. Vui Xuân. Chào liên tục. Hôm nay thường xuân năm mới nha. Đi con đánh bóng chuyền các bạn. Ủa? Sao đi bắt cá rồi lên tới đây vậy? Trời. Sao đang bắt cá rồi lên tới đây rồi? Gì vậy? Hồi nãy giờ đi chung. Đi bắt cá. Trời ơi, đi bắt cá. Đông ghê các bạn. Chuyện cái trái bóng bự ghê. Thảo ơi, Thảo ơi, bỏ anh đâu, mà xin đâu. Đấy, hay phát đèn. Tụng nó
Mà đi lâu ông cũng nặng nhá. Nhưng ông bây giờ còn dùng cái này được không? Có. Vẫn dùng đi. Vẫn dùng cái này. Cái đều đều được. Nhưng không có cảm giác. Nè, đi đường tắt nè. Mình sau một cái chầu nhậu xỉn say rồi bạn. Mình đi đường tắt sau lưng mình nè. Băng qua rừng tre, rừng cây tùm lum. Bây giờ đi qua thêm băng qua đường ruộng các bạn. Nha. Con gì? Đây này chưa được ăn gắn à. Gắn với em bây giờ là đặc sản á. Hồi xưa là rất là nhiều. Với em là cực kỳ nhiều loại gắn. Giờ đang đi đường ruộng các bạn. Đi trên năm đã trên chiều rồi. Chưa. Cái này là cái ở đây gọi là cây rau dớn nè. Rau dớn. Cây rau dớn nhá. Cây này là cây dương sỉ đấy. Cây dương sỉ. Nhưng mà cây này ăn được. Cây này biết, cây này có ăn rồi. Cây này biết. Đang băng qua đường ruộng mà cái nhà đó kìa. Đi đường chim bay các bạn. Nếu mà mình không bay được. Nhiều quá, mệt quá. Hên là mình ở dưới gọi là dân uống được các bạn. Ra đây mới gán ngồi được nửa cuộc tiền. Chứ mà dân không biết uống người ra đây gặp thì xong. Đi xiên ruộng này là mạ nè bạn. Có vợ em mới có trồng ruộng thôi. Em không biết gì ruộng chứ. Nhà em mà chỉ dưới chỉ có trồng gãy thôi. Trồng gãy là trồng những cây ngắn ngày á. Như là xá lách nè, rồi hẹ. Hẹ ở đây hình như không có rồi. Hẹ không? Hành thì có không? Có. Hành. Ở dưới em là hẹ rất là nhiều. Để nấu kiểu canh vô canh ấy gì? Hẹ là thường là dùng cho gia vị. Là như là anh ăn gỏi cuốn. Ở dưới em có món gỏi cuốn á. Rồi sẽ kẹp hẹ vô. Hoặc là đem xào cái gì đó. Hẹ thì cũng hơi khó nấu món ăn. Nhưng mà cái vị nó rất là ngon, vị nó rất là đặc trưng. Sao thịt sao rán trứng là trộn hẹ vừa. Hẹ là thường người ta nấu bánh hẹ đó này kia đó. Nhưng mà hẹ là thường cho gia vị là gia vị cuối thôi. Nó là hơi kén món ăn. Nhưng mà không biết vì sao người ta mua rất là nhiều. Dưới em hẹ với hành trồng nhiều lắm. Rồi mới đi tới nhà nè. Trời.
chân nam đá chân siêu ví dụ. Con chó nó mừng chủ về. Biết vợ về nhà chưa các bạn? Chưa. Đi tới đâu biết này. Chó nó mừng nè bạn kêu. Đó, nè. Đó là hỏi cái này đi, nghe con chó. Nó anh biết là ở nhà không có ai. Đúng rồi, nó mừng á, mừng có người về. Nó sợ là ở nhà một mình á. À. Thấy chủ về là nó mừng, cứ ai về đến nhà. À còn có người thì nó không có cái kiểu gì thế kia. Mà chỉ khi có chủ về đến nhà thì nó mới. À, về tới nhà các bạn. Ông anh mình ông đang ngủ trống à. Bây giờ mình sẽ kiếm cái gì mình quẩy các bạn. Về nhà này có ớt mình thôi. Mình đang vợ mà đợi vợ mình về để đem con cá về nướng mà. Biết nướng cái lò này được không á? Cái lò quyệt thổi. Bây giờ mình đang đợi vợ mình về. Có gì vui không nhím? Đây đi có gì vui không? Về ăn đó. Có gì vui không? Không có chú vui hơn nhiều quá. Không có chú vui hơn nhiều quá, có chú mới vui hơn được. Cá đâu? Đó, nguyên một con. Wow, hai. Chị để em ăn cá. Hơn hai con. À, mỗi bụng thôi. Ba bụng con để. Khỏi mặt, khỏi mổ, anh nướng đúng không? Mổ bụng mới nướng được, nướng không mổ bụng thôi. Không, nướng phải mổ bụng. Mổ bụng đi. Mổ bụng. Chú ấy xong rồi bỏ, đừng có mổ, em cãi em. Mổ nguyên, đừng có bỏ, bỏ hết cọng cá rồi. Ông hồi con dạch bỏ ra bỏ. Yeah. Mùi cá. Dạ, mình cá rồi. Mẹ bảo sao? Mẹ bố ngủ đi con. Bố ngủ rồi. Lấy cái nào bên thật. Lấy cho chú đi, chú làm cho. Cá này cá gì Quyền? Không biết. Lấy cái xô nước đâu? Trăm thêm cái xô nước nữa. Tắt đi Quyền, tắt đi. Để chú mặn cho. Mẹ cả đây chấm sáu luôn. Rồi. Hết rồi cái gà. Mẹ nói sao? Bỏ đi chú mặn cho. Bố ngủ rồi, để chú mặn cho. Con cá này cá gì Huyền? Con sao vậy? Sao gì không biết chứ vậy? Cái này là hình như là cái chấm. Cái chấm cỏ với mình là cái chấm cỏ. Nhưng mà hình như nó khác với mình. Lâu với anh chưa thấy con chấm cỏ. Với mình là con cá chấm cỏ hồi xưa anh biết mà bây giờ anh không nhớ được con cá chấm cỏ là sao. Con cỏ là con kia kìa, con nhỏ kìa. Con đó con mè. Cái đầu nhìn tiếu kìa. Có mỏ bị mớm. Mỏ gì bị mớm vậy? Thiều lửa thì anh nướng kìa. Nướng con nhỏ thôi. Em bảo là nướng nguyên con đi rồi xong nữa tắt cái bụng nó sẽ ngon hơn. Nướng con nào? Con anh ăn một mình anh, con nhỏ thôi. Con này à? Ừ. Ông nướng con bự cho nó đẹp nghe. Em đạp anh bây giờ nè, ai ăn? Con này nè. Nướng rồi ăn. Có. Ăn nữa đúng không? Ừ, ok, nướng con bự. Không. Con này. Ôi con này á. Hai mấy con bị tí. Hai con này. Nướng con bự đi. Hai con này. Bự đi. Con này. Giờ hai không con này. Nướng con bự, không nướng hai con nhỏ. Nướng con bự. Không, dạ con này. Sao nướng hai con nhỏ này, nướng con bự đi. Không. Hai con. Con to tuổi anh. Con ăn gì, nó muốn gì. Nó muốn gì. Hai con nhỏ. Hai con nhỏ. Rồi, con này nó có món gì? Con này là có xương dâm không? Xương nhiều. Đúng rồi. Chú cái nữa cho đặng. Bay từ miền Bắc sang miền Nam. Con này bị mốm rồi mình. Rồi đi máy bay. Nhé. Con này bị mốm phải không? Mỏ kỳ cục. Con này chín. Mốm. Mỏ mốm kìa. Rồi ok đi nhóm lửa không? Mấy con nhỏ. Đi nhóm lửa đi. Bẹp 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 bẹp. Hôn này. Chừa tay chút xíu hai đứa làm dữ gì biết. Đi bếp lửa. Đi bếp lửa. Ôi tình quá. Nãy giờ không ngồi đó không chị. Xỉn quá rồi. Nướng được không hay là màu và vỏ nướng? Được, thật phá vụ này bình thường. Nhấm lửa thôi, không quẹt đâu. Không quẹt đâu. Không quẹt. Chấp cây chú lắm rồi nha. Nhấm này lấy cho chú cái bật lửa. Kệ chú. Không có bật lửa sao chú nhóm được. Mình đi ngủ đi chú. Nhiếm lấy chút bật lửa cho em là gì.
Đào, đào chú. Thì đâu sao phải có dĩa nướng kẹp để đây nướng luôn nè. Cãi nữa, hồi nãy để xỏ cây nướng là bị bể hết rồi, phải có cái dĩa kẹp mới được. Đây là có dĩa để che, cái che kẹp lại. Có một kẹp sao kẹp. Để lấy đi bẻ che. Cái phải cùi vào đây. Cháy rồi, cháy rồi, ra tới nói còn cháy rồi. Rồi, bỏ dưới củi. Cầm lên, cầm lên, cầm lá lên, cầm cây lên. Rồi, rồi. Nhím bay lum nhím. Bụi. Áo chú mà mai còn mặc đó, chú mặc áo tới một tuần lần đó. Thế thì cái quần của cháu cũng mặc suốt á. Trời ơi, nhưng mà giờ quá, con gái là không được ở giờ. Nghe chưa? Cháy không? Để yên đi, để yên cứ nhớ đi. Cái cây này bự quá, cái cây nhỏ xíu mới được. Kiếm thêm vài cái lá đi Huyền, lấy thêm mấy cái lá Huyền. Huyền, lấy mấy cái lá. Rồi, chú lấy lá cho. Đi lấy thêm vài cái lá. Cái lá. Chưa có làm gì luôn á. Đây, 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 đây. Cái gì? Diễm này ăn cá chưa? Để hồi nó lửa nó có rồi mình bỏ sang bên. Để chú nhóm ra đi đi. À, nhím bay bụi tùm lum. Đây chú. Ai bảo cá nhớ rồi sao ạ? Nhím nhớ lâu quá à. Nhím nhớ chút xíu rồi qua được rồi. Ai bảo lớn mà cháu đi ra tận gần điện đi à? Vui không? Vui đó. Vui. Cho chú nói lại. Vui. Vui rồi. Chú gửi hình của Nhím cho ba hết rồi đó. Hôm nay ba sẽ đưa cho Nhím coi. Quýnh chú hoài là mấy năm sau về không gặp chú rồi đó. Mấy năm sau về là hết gặp chú rồi đó. Thấy không? Thấy không? Để chú lấy lồ nhẹ đi chay. Cháy rồi đó. Cho thêm cái đuốc vào. Đuốc là cái gì? Dạ, thêm một tí á. Kiếm cái củi bự bự nó có than. Củi. Mình sẽ ra đây mình sẽ ra đây mình chặt cái tre mà đây nè, nguyên cái tre bự chà bá luôn, không biết chặt cây nào được bạn. Đặt máy quay xuống. Oh,
Trong này nó có nước nè, uống được không? Uống được. Được, lấy cái ly chú ơi. Uống cả luôn, hấp luôn à. Chết không? Không. Uống được phải không? Ngồi đây. Uống tiếp, uống tiếp. Gì nữa không? Là cho ba uống thử đi. Nhì. Dạ, rồi đây. Uống như uống rượu vậy. Uống như uống rượu vậy nè. Này, đổ cái miếng nước ha. Uống như uống rượu vậy bạn. Uống uống hết rồi. Để chặt khúc. Chặt khúc này. Khúc này ra. Đây chặt gì nó đổ hết. Ồ, có nước nè, mình sẽ đổ nước các bạn coi nha. Như như uống rượu rồi nha. Lại đây gần này mới uống được. Lại đây, đây. Chị tay. Thử đây. Mình nhấn miếng này. Uống như nước mình thôi chứ nước suối bình thường như thế gì đâu. Cây tre cũng có, đây là cây nứa. Cây nứa hả? Cái này là cây nứa. Ừ. Này kẹp con cá phải không? Ừ. Chặt sao đi. Chặt từ nửa chỗ này bỏ để cái chỗ này đi không thì tí nữa xong mình buộc từ trên được. Rồi 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 được rồi. Chặn cá vô đây không? Ừ, đi bổ cá đi. Không, cho chú ăn con cá bự. Không, chú không ăn hết đâu. Rồi khoai. Đa bao. Ủa, có một con cá non ở trong đấy không? Dơ nhíp. À không phải. Hình dạng giống thế. À nó ăn cá con trống hả? Một con. Con này nữa này. Rồi sao úp vào. Hử? Úp vào. Úp hả? Không, úp. Úp vào. Cái này vào. Gặm đi cả con to đùa ấy. À úp, úp vào, úp vào. Rồi úp vào. Rồi chưa. Rồi sao nó đưa cây cho chú à? Kẹp vô à. Rửa sạch đây. Kẹp dĩa Huyền. Ừ. Vô. Ấy phải đi. Được chưa? Rồi, nhà không có dây thép buộc. Được chưa nha Quyền? Hả? Nè. Ủa, ấy vậy chưa vậy? Chứ sao? Tạo vậy đi. Chứ chắc là phải có cái gì đấy để buộc chứ mà. Dây thép ở lúc đúng mình mới. À, đây là tôi. Đây là gì? Ừ. Vậy sao chín? Hả? Chín bằng mắt luôn á. Ngu. Nhím muốn sao nè. Sao? Gì? Đào lao. Gì hả? Vậy sao chín? Vậy sao giòn? Nhím vậy là phải hai cây. Cào cho phát tính luôn. Tính sai luôn. Rồi thế sao tính đây? Hử? Rồi cách làm sao nó tính luôn á. Được chưa? Tính sao vậy? Ở lại đi cô. Không có tấm luôn. Chắc cái đấy là đứng lên bếp rồi đấy. Dạ. Rồi.
đi, chú không làm gì cho làm. Dạ. Không chín được là cho đúng. Họ gớt con cá trên kìa. Con rau luôn. Cắt giùm chú đi. Không chín đâu. Không chín cho đúng rồi. Nghe, nghe giống nãy không? Bỏ nghe giống nãy không? Chỉ máu rồi. Nhìn vui vẻ luôn. Làm muối ớt đi Quyền. Muối ớt đâu? Ở đây có luôn rồi nè. Đâu? Mà chưa chắc. Nhi, cho miếng thử miếng nước từ trong cây cây nước ra. Ăn nhậu. Ăn nhậu. Nước từ trong cây nước. Cái này cái gì? Quên rồi. Thơm quá, thơm quá. Mấy đứa làm gì bả vậy? Làm muối ớt hay chú cha? Làm muối ớt hay chú cha? Cái gì vậy? Gì? Khoai tây à? Nướng khoai tây rồi. Nướng sao? Dục trại này nướng luôn. Còn gì nướng không? Đem ra nướng luôn nè, có bắp không? Mấy con mèo mà xâm chiếm thế giới. Ông thù lùi. Nào cái gãy này. Trời, con lớn gãy. Gãy là gãy con cá đó. Diêu Huyền hái được gì Huyền?
cá rau thơm. Dân, ôi trời ơi, từ đây dạ. Có ê, chanh không? Nặng chanh. Ý, có tôi quắc. Thôi. Cho chú miếng chanh đây, cho chú cái dao đây. Đưa dao đây. Lấy mấy cái nhỏ kìa. Đưa đây. Có chú chát không? Rửa nghe. Có chú ấy. Dĩa luôn. Thấy bọc lấy chú. Nhèo, nhèo. Chị ngon đó. Thơm quá. Nhậu nữa là cột mỏ nha. Nha. Nhậu có nổi không? Thì nhậu nữa mơi mơi mà đi nhậu nữa là cột mỏ lại. Thả trôi suối. Trôi xong trôi về dưới đồng bằng sông Cửu Long. À biết được. Để đó để nướng cho ăn. Thấy gì nổi giục trong giữa luôn. Đây, bên đây có nữa. Của người ta, người ta tự nướng. Hai đứa làm gì thế? Đang ấy phấn. Ấy phấn. Phá. Phá. Chú rửa thì rau nha. Cho chú xin cái dĩa đi. Dĩa này á? Dĩa này bự bự. Cái này là dĩa đựng. Cái này được không? Sao đủ dơ là để chung. Rồi. Thế này. Chị mang hoa quả lên cho. Ừ. Chút rửa rau nha. Chấm với muối tắc. Muối quắc. Muối quắc. Mà lao. Chua dữ chưa? Má này nó chua. Giữ quen như thế. Này Huyền, nè. Bỏ nó xuống. Nè. Cái này chấm vô đây. Chấm miếng quắc chấm vô. Ừ. Rồi, kẹp thêm miếng này nữa. Ừ, kẹp vô. Nè. Ăn vô liền. Trời ơi, nó đã. Trời ơi, nó chua. Trời ơi. Chú làm lại đây nè. Lấy cái. Ra. Nha. Nè. Cái tắc kìa. Chấm với miếng quắc à. Chấm với mùi đạn đó. Chính rồi đó học. Cười giả lên. Tao, giả tao. Cười lên. Hạo. Được quá. Được chưa? Trời, ăn là được rồi đó. Chứ chín đâu? Giòn rồi, chín rồi, ăn được. Rồi. Lo lại sữa này chưa? Đi chặt tàu chú. Chặt tàu chú. Bỏ lên lại. Còn một hồi lướt rồi. Có đũa không? Có nè. Không, chú tới nổi. Ừ, ngon á. Ừ. Ăn không biết không? Ừ. Ừ. Ngon. Ừ, bỏ chú ra. Mỡ kìa. Một đũa nữa. Nước chứ còn không. Tết hết. Tắt cái xe. Trời ơi. Rồi xong. Lần. Chưa chín được chứ. Sợ ăn đau bụng quá. Không có đau bụng đâu. Ít con. Dạ. Ăn. Tết cho nó cái miếng da đi. Phải không cho con miếng nhó đi. Ăn miếng này đi. Dạ. Thử dễ thử chính là ăn suốt. Ăn gì rồi.
Cho nó này. Cho con này. Con kia nữa. Chết rồi. Chết rồi. Mấy con này đại ca trong nhà nhà á. Không cho nó là nó gừ 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 nó đấm cho khóc. Mấy rủa ăn mấy đứa. Chín hả? Rồi, hóc dữ. Hóc rồi sao? Hóc ăn hả? Ăn nhiều á. Ăn ham á. Lấy con gì cái đũa nó đi mình cháy. Ngon nguyện, ấy là bữa ăn nè, hai đứa. Rồi gấp nữa. Muốn nghe chú hát bài gì? Muốn nghe chú hát bài gì? Nè. Nghe chú hát bài gì? Hát giờ không đi. Cắt đôi nó sầu. Hát giờ không đi. Dạ, ăn mấy quyền. Nè. Nghe đứa. Ê, gáo cái sao mẹ hả? Mày làm mà không cho cháu. Mắc dậy. Trời ơi, nó nhặt keo. Mấy đứa nhỏ nó nhặt keo. Thấy mắc hầu. Trời ơi. Nó quay theo lưng. Chỉ có chó chui vào nó ăn mới chua. Ngồi ăn nè. Bên này ăn. Đây là ăn. Rau này rau nào rau gì? Nhít cá. Ăn nhớ cái đi. Ừ, chị cũng không nhìn thấy à? Ăn hết rồi, rồi. Chín hết rồi. Ăn chú ăn ở ngoài. Tự nhiên thấy nó đắng. Cô chú Hảo mổ bụng rồi đây. Chú Hảo mổ bị bể rồi. Cô ăn gì ăn hai ba con rồi. Mình chưa hết nha. Mày kia. Con mập mập cái đâu rồi? Con mất mà. Con mập mập mặc áo rồi. Béo. Nó bị đen béo. Nó rút cái này nó lại. Ngon. Ngon. À chua. Ăn không? Ăn. Đi cho chó ôm hài. Cho cái da. Đắt mèo của mình. Trời ơi, cái chó. Hôm nay con chó này phải lọc rồi. Mày cười ghê thế. Ngon quá. Chú nó ngon. Đúng là chú tuổi con chó đúng không? Ăn. Ăn cái gì con chó? Tao lấy. Con tao lấy tao. Tao lao cái gì tao lao. Béo. Ê, cái con này tao ăn nó chứ. Con. Nó ăn gì mà? À. Rồi xong thì. Mới mà muốn. Cá chú bắt đâu vậy? Bắt đâu Nguyên? Bắt gì? Bắt vừa ao. Bên nhà ngoại hả? Ừ. Ở đâu chú? Nhà ngoại. Không ăn nữa. Ngon. Ngon nhỉ? Ao mấy thằng con. Đâu? Xí. Thằng lúc ấy. Bye bye. Bye nha, không bye nha. Trời ơi, hạnh phúc quá à. Bye bye, ok nha. Chú. Chú lọc cho ăn mà hư cái gì. Thiệt luôn á. Nhìn cái mặt như nghe à. Đóng quá. Không nữa. Chú lọc cho ăn. Không đâu. Ăn đi. Không kiểu gì tí nữa cũng cắn một miếng. Đây tôi lọc nha Quyền.
Quyên. Đi. Đi. Ha. Lọt ra. Không. Lên nhạc đi. Đổi đề. Có xịn nữa à? Đi ông nữa mà xịn uống nữa thì thôi. Ai biết đâu. Biết là tìm. Đâu hẹn ông nào rồi đó. Được rồi, được rồi. Ê, được rồi. Không, không. Đó, bị ngay rồi. Đi đây. Chẳng cả. Cháu gồi hai. Chúc Tết hai hai đây gồi rồi đòi chúc Tết nữa. Cháu nhà cháu chúc Tết cháu đi. Cháu phòng cháu này cháu bự lắm rồi không có chúc Tết nữa. Chu mỏ rồi cái hình. Chu mỏ. Muốn ca bài gì nè, muốn ca bài gì? Đó bài. Bài mới đọc với ca bài từ từ bài nhẹ nhàng trước. Ok. Ừ. Ok đâu kéo được xuống à. Ok ok nhạc trẻ đâu. Tìm câu gì thôi bài sao ca được. À ok, okay nhạc trẻ. Ừ. Chân tình đi. Thôi chứ tình không được. Cầm mình chú. Đây. Hôm qua nữa. Hát tình không được đâu. Lấy chồng hả? Không hát bài làm vợ anh ngủ đi. À ok. À không hát bài này đi. À hát bài không biết. Không biết bài đó không thuộc lời. Không lại ra được. Ừ lấy đi. Làm vợ nhé cũng được mà nó cao được. Em uống vợ. Do ta cho em uống. Bắt đèn lên. Chú. 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 Không, hư gần lắm. Mua tivi của cháu. Bên sạch. Ừ, con gái không được lướt, nói thế không được. Nghe chưa? Chú uống rồi cháu. Chú uống thử. Chú uống thử, chú test thử thôi. Chưa bật. Chưa bật đi. Chưa bật. Good. Đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. Ok nha, đi chưa? Cháu ngồi xuống bàn nữa.